Sau đây tôi xin giới thiệu các bạn là cách làm cái món ốc nấu mẻ xả ớt. Đây là cái quá trình mà đang làm công tác chuẩn bị ốc. Đây là đã được chặt cái đuôi của ốc đi để chúng ta khi luộc lấy ra nó dễ dàng hơn. Và quá trình để mà đến cái công đoạn này làm sạch như này thì rất là vất vả, vô cùng vất vả, bởi vì chúng ta phải cho vào trong chậu và cọ rửa rất là lâu mới được cái món ốc lồi này. Ở có nơi gọi ốc lồi, có nơi gọi ốc nhồi, tôi thì cũng không biết là chính xác là nó gọi là cái tên chính xác là gì. Đấy, chúng ta ngoài chuyện cọ rửa ra thì chúng ta còn phải ngâm với lại ớt. Các bạn nhìn đây này, trong đây vẫn có ớt đây này, thì để nó ra sạch hết tất cả các cái loại bẩn trong cái con ốc ra. Đấy, xong đấy thì chúng ta chặt bỏ đuôi đi. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ có nấu với lại mẻ xả ớt. Và đây là món, đây là gia vị. Đây các bạn nhìn thấy là sau khi tất cả cái nguyên liệu mà phục vụ món ốc lồi, ốc nhồi nấu mẻ xả ớt thì nguyên liệu chuẩn bị gồm có ốc lồi, ốc nhồi, đấy, và xả này, xả này, gừng này, ớt này, lá chanh này, mẻ này, đấy. Cái món này ta nhìn thấy là cái món mẻ là không thể thiếu được khi nói nấu cái món ốc nhồi mẻ xả ớt. Đấy, thì phải có cả mẻ xả ớt, lá chanh, gừng, các loại là phải đầy đủ. Đây bây bắt đầu ta cho gia vị vào trong nồi. Cho dầu ăn và xả gừng vào. Gia vị thơm lên. Xả gừng lè phi thơm lên, sau đó thì đưa lên. Đẩy phi thơm lên nha, phi thơm thôi. Ta sẽ cho ốc vào đảo. Gia vị hoặc nước mắm vào để cho nó ngấm. Muối, nước mắm được mà cho gia vị cũng được các bạn, thơm, lá chanh nữa. Mình đã bỏ đít đập cái ít rồi cho nên là khi mình nêm đủ gia vị nó rất là ngấm vào, rất là thơm, thơm nó rất là vừa. Chúng ta đảo lên
Mẻ này là mẻ nhà mình nuôi, chứ không phải là mẻ mua ngoài chợ, cho nên là đảm bảo về mặt chất lượng. Các bạn cho ngấm mắm muối, xả gừng, mẻ rồi thì chúng ta sẽ thưởng thức món ốc nóng này với nước mắm nguyên chất và gừng ớt nha. Đẩy bùng lại cho nó chín. Chị lấy cho em cái bát to to. Thực ra đang làm bát không nên làm quá ổn luôn. Không chứ mới nắp vào mày. À, thì được rồi thì các bạn sẽ ngửi thấy mùi lá chanh này, mùi gừng, mùi xả. Rất là thơm. Mùi xả bốc lên rất là thơm, thơm cả mùi lá chanh nữa các bạn. Bác ăn nóng nha, ăn nóng mới nước chấm mới cả nước mắm gừng ớt nha. Chúng ta cái món này chúng ta phải ăn nóng. Lá chanh này rất là ngon. Đây. Mời các bạn thưởng thức nha. Sau khi chúng ta đã nấu thì bây giờ đây là thành quả mà chúng ta sẽ được thưởng thức cùng với chấm với lại món ốc và cùng với nước chấm. Nước chấm ở đây thì các bạn nhìn thấy là có cả lá chanh này, tỏi này, gừng này, ớt và nước mắm nguyên chất đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi quy trình hướng dẫn làm nấu món ốc nhồi, mẻ, nấu mẻ xả ớt gừng lá chanh. Xin chào tạm biệt các bạn.